biểu hiện của kinh tế tri thức, đó là luôn luôn phải tạo ra được sự khác biệt. Khác biệt của tỉnh Nghệ An là cái gì? Đó chính là trị giá lõi, đó là sức mạnh cạnh tranh của mẹ. Khác biệt cái gì ạ? Khác biệt so với thằng thầy, khác biệt so với tỉnh khác là so với thằng bạn, khác biệt là so với chính mình hồi năm ngoái. Khác biệt nghĩa là không dị biệt. Trong cái việc mà mình hậu doanh nghiệp, nó phải tạo được khác biệt. Khác biệt ở đây là gì? Vào trong công sở, cây xanh đẹp quá. Ở đây đó, có thằng này nó tạo ra thương hiệu là sang trọng. Cái gì ạ? Xe nó kẻ mấy cái vạch vôi, khách vào người ta rút vào, nhìn cái dàn xe máy trông như là chiến binh La Mã, đẹp mơ màng. Ở cầu thang không đi, tại sao bạn còn khỏe không đi cầu thang bộ cho nó khỏe? Thế là mấy anh vẫn đuổi anh đi thang bộ, thì mấy thằng trẻ đánh chui thang máy này. Người ta làm rất cẩn thận các bạn ơi, nhưng không làm thì không bao giờ cái chị hầu hạ được doanh nghiệp cả. Tư duy của doanh nghiệp là phải khác biệt. Tư duy của sở ban ngành, một là phải phẳng đi, phẳng từ cái cơ mặt đi. Chứ còn suốt ngày là chúng ta phải tươi cười. Tươi cười chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của phẳng thôi. Cái gì ạ? Và tư duy thứ hai, liên tục tạo ra sự khác biệt để hậu hạ cái này. Cái gì ạ? Cái khác biệt ở đây nó đơn giản lắm, chứ không phải to tát gì. Công ty may mình thề đúng giờ là xe chạy, nhưng giá vé tăng 20%, khách vào đường được,